Trong những cái màu từ màu số DT01 đến màu số DT11 thì cái màu này là Emily thích vì nó có nhũ, và khi mà bặm môi thì các bạn cũng thấy là cái lớp bóng nó cũng dây ra nhưng mà vẫn còn lớp màu nha. Càng về sau thì những cái cây son Emily giới thiệu nó sẽ cho cái base nó đậm hơn, cũng giống như là ăn uống các bạn sợ bị trôi son thì các bạn có thể yên tâm. Cái em tiếp theo là Silky Girl Matte Styler Slim Lip Color và màu 05 Hit là một trong những màu best seller trong cái bộ sưu tập này luôn. Emily cũng đã giới thiệu em này trong cái video swatch và review rồi thì các bạn có thể tham khảo. Đây là dạng son bút chì đó, giống như là cây crayon, cây bút chì sáp của các bạn vậy đó. Cái chất son của nó rất là mềm nha, quẹt lên là các bạn cảm thấy tan như bơ luôn, và cái mùi bạc hà của nó Emily rất là thích, rất là thơm mát luôn. Nhược điểm của em này là khi mà các bạn xài lâu thì cái đầu bút nó sẽ bị dây son ra, nó hơi bị dơ, cộng thêm nữa là cái son mà các bạn vặn nó cao quá thì nó cũng sẽ rất là dễ bị gãy, tại vì em này rất là mềm. Cho nên các bạn nhớ lưu ý cái điểm này. Ăn uống thì vẫn dây ra thành công nhẹ, nhưng mà em này dù sao nó cũng có cái lớp base nó lâu hơn như là hai cái dòng trước nha. Love you. Cây son tiếp theo là cây son có độ bám lì khá là lâu, đó chính là em Silky Girl Matte Chunky Lip Cream, và màu Emily giới thiệu là màu số 15 Petal. Đây cũng là cái dòng son đầu tiên mà Emily tiếp cận đến thương hiệu là Silky Girl luôn. Thì các bạn biết là cái dòng son lip cream này á, là có cái độ lì nó bám chặt vào môi. Một cái nhược điểm là khi mà các bạn vừa mới tô lên và các bạn bặm môi thì các bạn cảm thấy hơi dính dính, nhưng mà em này sau khi mà tiệt vào môi á, thì các bạn sẽ thấy là nó khá là khô môi đó, cho nên những bạn nào môi khô thì có thể lưu ý. Nhưng mà em này lại có một cái độ lì rất là dai dẳng, và các bạn yên tâm là khi mà các bạn đeo khẩu trang thì em này sẽ không bị dính ra khẩu trang đâu, chắc chắn luôn nha. Bộ sưu tập này thì Emily có 3 cây, nhưng mà Emily giới thiệu cho các bạn màu số 15, đây cũng được gọi là màu dễ sử dụng nhất và đẹp nhất trong 3 em. Thì các bạn có thể tham khảo em này, bạn nào mà muốn có lớp son nó bám lâu và không có bị trôi thì canh thử em này nha. Và cây son thỏ cuối cùng cũng là cây son thỏ duy nhất mà Emily có được đến từ nhà Black Rouge. Đây là Rose Velvet Lipstick và màu Emily có là màu R05. Màu này là một màu hồng đỏ
Và các bạn mà yêu thích tông hồng, các bạn đánh lòng mua là màu tông hồng, cho nên là Emily Queen là các bạn nên make up nhẹ. Tại vì có tông hồng nhiều nên sẽ làm xỉn da và làm xỉn răng, nên các bạn có lưu ý. Tuy nhiên nếu mà các bạn đánh full môi với em này thì rất là đẹp, rất là nữ tính. Và đặc biệt một điều mà Emily nghĩ là nhiều bạn mà không có thích là mình ăn uống xong nó trôi son hết á, thì các bạn sẽ thích em này. Tại vì khi mà ăn uống á, em này á, nó trôi rất là đều, nhưng mà nó không có trôi hết, nó chỉ trôi cái lớp son bên ngoài thôi, còn cái lớp base rất là dai dẳng, bám chặt vào môi, giống như các bạn là gọi là gì, xăm môi luôn á. Cho nên là những bạn nào mà yêu thích những dòng son bám chặt vào môi như thế này thì các bạn có thể tham khảo em này. Và đây là cái bảng màu mà Emily giới thiệu ở trong video này. Và các bạn có thể để ý là ba cây son cuối cùng là ba cây son nó lâu trôi nhất, cho nên là những bạn nào mà yêu thích thì các bạn có thể tham khảo nha. Bạn ơi, như vậy là Emily vừa mới giới thiệu cho các bạn là 5 thỏi son gợi ý sử dụng trong ngày 8 tháng 3 để tôn lên cái vẻ đẹp của các nàng. Thì trong 5 thỏi son này thì Emily cố tình là cho những thỏi son đầu tiên là những cái chất son nó dễ trôi hơn. Ba cái em cuối cùng trong video mà Emily giới thiệu là ba em này sẽ cho các bạn cái lớp finish của mình là vừa lì và vừa để là cái lớp base. Những nàng mà đi chơi với bạn bè hoặc là đi với người yêu thì các bạn có thể là sẽ ăn uống nhiều, cho nên là Emily gợi ý ba thỏi son này cốt là để cho các nàng có thể ăn uống thoải mái mà không có sợ bị trôi son tuột đi, nhìn trông giống như là xác chết, mà em này vẫn để lại một cái lớp base nhẹ rất là dễ thương và rất là lâu trôi. Và đặc biệt là trong những cái em này thì cái em matte chunky này là cái em mà Emily cảm thấy là khi mà các bạn bịt khẩu trang các bạn sẽ không sợ bị dây son ra khẩu trang, cho nên các bạn có thể tham khảo dòng này nha. Nếu mà để nhận xét 5 em Emily giới thiệu ngày hôm nay thì cái em Black Rouge cuối cùng, đây là cái dòng son thỏi duy nhất mà Emily có được từ nhà Black Rouge, thì cái em này sẽ cho ra cái lớp base gọi là đậm nhất và nhiều, để lại cái lớp base nó lâu nhất. Thậm chí là các bạn phải sử dụng cái tint remover hay là những cái dòng tẩy trang dành cho môi chuyên dụng thì mới có thể ra được cái base của em này. Emily thử ăn uống với em này thì Emily thấy là hầu như là nó chỉ có trôi cái lớp son ngoài thôi, còn cái lớp base là giống như là cái màu môi hồng tự nhiên của các bạn luôn, trông rất là dễ thương và rất là đẹp, không hề trôi tuột đi và cái lớp base của nó rất là dai dẳng, cho nên các bạn nhớ tham khảo em này nha. Hy vọng là video này Emily đem lại một số cái thỏi son để cho các bạn tham khảo. Có một vài bạn trước đây cũng có hỏi Emily là chị có thể gợi ý những thỏi son nào mà lâu trôi hoặc là lì, hoặc là có thể là mình ăn uống mình không có sợ son bị trôi tuột đi, thì trong video này các bạn sẽ tìm thấy nha. Hy vọng là trong tương lai Emily sẽ tìm ra những thỏi son mà có lớp base bám lì da dẳng nữa. Thật ra là tùy, có một số bạn thì không có thích để lại base và có một số bạn thì lại thích là son càng lì càng tốt, tại vì các bạn cũng lười đem son để chạm lại. Thì trong video này các bạn sẽ tìm thấy nhiều loại son, nhiều chất son và nhiều dòng son mà các bạn tìm ra cho mình phù hợp nha. Sắp tới 8 tháng 3 rồi thì nhân dịp này thì Emily xin chúc cho tất cả các bạn quá đẹp của chúng ta ngày càng xinh đẹp và luôn luôn được yêu thương, được quan tâm từ những người xung quanh, đặc biệt là cái cánh mày râu mà quan tâm đến các bạn. Thì trong ngày này các bạn sẽ nhận được vừa lời chúc và vừa tình yêu thương, quà tặng của những người xung quanh nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu các bạn yêu thích video và tham khảo những cái thỏi son Emily giới thiệu và các bạn thấy ưng ý thì các bạn cho Emily một like và một subscribe kênh để chúng ta cùng gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Đừng quên bấm cái chuông nữa nha. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye.